những tín đồ sầu riêng, ít nhất một lần trong đời nghe đến những cái tên nổi tiếng như sầu riêng Chuồng Bò, sầu riêng Cái Mơn, sầu riêng Long Khánh, và đặc biệt không thể nào thiếu sầu riêng Ri Sáu, giống sầu riêng đặc sản nổi tiếng nhất đồng bằng sông Cửu Long đầu những năm 1990. Giống sầu riêng Ri Sáu được du nhập từ Thái Lan, được trồng đầu tiên tại vùng đất Tân Quy, Biên Hòa. Sau đó chúng được nhân giống và lan rộng tất cả các tỉnh thành trong cả nước, như Tây Nguyên và Nam Bộ. Hiện nay có tổng 200 giống sầu riêng khác nhau cho bà con nông dân lựa chọn trồng, với nhiều hình dáng, kích thước và chất lượng khác nhau hoàn toàn. Được xuất hiện vào những năm cuối của thập niên 1990 tại ấp Phước Định, Bình Hòa Phước, Long Hồ Vĩnh Long. Giống sầu riêng này có cơm màu vàng vô cùng đẹp mắt, hạt lép có vị ngọt và thơm, cơm rất khô ráo có thể cầm mà không hề bị dính tay. Những người dân tại đây quen gọi nó là giống sầu riêng Ri Sáu, được đặt theo tên cha đẻ của nó là nhân vật ông Ri Sáu. Đây là một trong những giống sầu riêng cao cấp cho năng suất và chất lượng cao mà thị trường hiện nay khá ưa chuộng. Đạt thành tích giải thưởng trái cây ngon của hội thi được tổ chức tại Viện Cây Ăn Trái miền Nam, nước ta và Hội Chợ Nông nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Là loại cây ăn trái được đánh giá là dễ chăm sóc, dễ trồng và cho hiệu quả kinh tế cao. Nếu như so sánh cùng với khoảng hơn 200 giống sầu riêng lai tạo và cấy ghép trong hiện nay, sầu riêng Ri Sáu vẫn mang cho mình một nét đặc trưng và khó có thể nhầm lẫn được. Đặc điểm nổi bật sầu Ri Sáu đó là sầu riêng Ri Sáu khi trái non sẽ có hình dạng thon tròn, da xanh, các gai nhỏ và khít. Khi chín trái sẽ có trọng lượng tầm 3-5 kg, các múi nở to, rõ ràng, có gai thưa, vỏ sầu vẫn giữ được màu xanh đẹp mắt và hơi sẫm. Những trái chín thường sẽ khó nứt vỏ nhưng dễ tách múi. Khi ăn chỉ cần lần theo đường múi dọc phần thân vỏ và dùng dao tách nhẹ từ chóp dưới của quả là sẽ tự bung ra. Cơm sầu khô ráo, dày và tỷ lệ hạt lép lên tới 40%. Thịt sầu Ri Sáu sẽ có màu vàng tươi bắt mắt, có vị ngọt và béo, với hương thơm vừa phải. Sầu Ri Sáu thường rất dễ ăn nên được đa số khách hàng lựa chọn. Về chất lượng của sầu riêng Ri Sáu đã được đánh giá bởi những nhà nông dân giàu kinh nghiệm, và sầu riêng Ri Sáu loại 1 đã trở thành lựa chọn của đại đa số người tiêu dùng ưa thích trái cây đặc sản này. Tại Việt Nam có rất nhiều nơi trồng sầu riêng, nhưng khu vực nổi tiếng trồng sầu riêng ngon và cho năng suất cao nhất đó chính là vùng Đắk Lắk. Với điều kiện về tự nhiên, khí hậu, đất đai ở đây rất thích hợp cho cây sầu riêng sinh sôi và phát triển cho trái chất lượng. Người dân Đắk Lắk có thể trồng được nhiều giống sầu riêng khác nhau. Mỗi giống mang một đặc điểm và có nét đặc trưng riêng. Sầu riêng Ri Sáu là một loại quả có nguồn gốc nhập gọi và được trồng thành công bởi ông Sáu Ri tại Long Hồ, Vĩnh Long. Ngày nay giống cây này được trồng rộng rãi ở khắp nơi, cho năng suất và chất lượng cao, trong đó có Việt Nam. Cái tên Ri Sáu đã được đặt theo tên cha đẻ của giống cây này tại Việt Nam. Đây là loại sầu riêng được người tiêu dùng đánh giá có mùi thơm đặc trưng, cơm dày, hạt lép, có vị ngọt và độ béo vừa phải. Trái sầu riêng Ri Sáu được trồng ở Đắk Lắk sẽ cho trọng lượng trung bình của mỗi quả là từ 2-3 kg, quả có hình dạng bầu dục, phần đáy hẹp, vỏ sầu riêng mỏng, cò màu vàng xanh, phần cơm bên trong dày, màu vàng bắt mắt, hạt bé hoặc lép hoàn toàn. Với đặc điểm cơm vàng, hạt lép, vị ngọt hơi béo, sầu riêng Ri Sáu được trồng ở Đắk Lắk cho năng suất cao và đều hơn các cây trồng ở Cái Mơn, Bến Tre. Sầu riêng Ri Sáu cho trái to vào khoảng 4-6 kg, loại 1. Chất lượng sầu riêng thơm ngon, mùi thơm đậm đà, múi khô ráo, cầm không dính tay. Đây là loại sầu riêng được tìm mua nhiều nhất vào mỗi năm bởi chất lượng quả thơm ngon, trái to đẹp, thích hợp làm quà biếu tặng. Và hôm nay chúng ta hãy cùng tham quan vườn sầu riêng Ri Sáu tại Đắk Lắk nhé!
Cảnh vườn sầu riêng nè.